Xin chào các bạn Gen Z và Gen Alpha đầy cá tính của chúng ta. Các bạn đang ấp ủ trở thành một trong những phù thủy marketing dẫn dắt mọi xu hướng và chinh phục mọi chiến lược, thì hãy cùng đến với mình tham quan ngay một trong những ngôi trường đào tạo ngành marketing siêu hot tại vùng Duyên Hải miền Trung, đó chính là Đại học Thái Bình Dương. Và đây sẽ là nơi biến đam mê của các bạn thành sự nghiệp thành công. Trước tiên, để mọi người hiểu rõ hơn về trường mình sẽ dạy những cái gì và marketing sẽ học gì ở đây á, thì mình sẽ nói qua câu chuyện là marketing là gì để mọi người hiểu rõ hơn ha. Marketing không chỉ đơn thuần là việc rao bán sản phẩm mà còn là nghệ thuật thấu hiểu khách hàng, kết nối thương hiệu và tạo nên những trải nghiệm đáng tiền. Tại trường Đại học Thái Bình Dương, ngành marketing sẽ trang bị cho bạn kiến thức chuyên sâu và kỹ năng thực chiến để bạn tự tin bứt phá trong mọi lĩnh vực, bao gồm cả marketing truyền thống như TVC quảng cáo, chiến dịch PR và những chiến lược SEO. Marketing số bao gồm những việc như bắt trend nè, sáng tạo nội dung nè, thu hút khách hàng qua các kênh mạng xã hội, và cuối cùng là phân tích dữ liệu, biến những số liệu khô khan thành những câu chuyện đầy tiềm năng, giúp bạn đưa ra những quyết định marketing thông minh và hiệu quả. Để các bạn có thể hiểu rõ hơn là một sinh viên khi học ngành marketing truyền thông tại trường sẽ có được những kỹ năng gì và tự tin ra sao á, hãy cùng mình khám phá qua hai bạn sinh viên sau đây nhé. Let's go. Tìm ra các dự án thực tế về cái học đạo ngoại khóa sẽ giúp cho chúng mình phát triển được kỹ năng mềm về có cơ hội khảo sát trong thực tế. Học marketing đến đây không chỉ chất về kiến thức mà cũng đẻ về trải nghiệm. Bản thân mình đam mê sáng tạo và mong muốn trở thành một chuyên gia marketing. Nhờ có chương trình đào tạo bài bản và đội ngũ giảng viên tâm huyết, một sinh viên năm 3 như mình đã có đủ kiến thức, kỹ năng để tự tin theo đuổi đam mê. Và đó là hai bạn sinh viên thường và khoa học ngành marketing tại trường Đại học Thái Bình Dương. Hai bạn ấy tự tin ra sao, nói chuyện lưu loát ra sao, các bạn cũng thấy rõ hơn. Và tiếp đến mình cũng sẽ giới thiệu qua về cơ sở vật chất cũng như là đội ngũ giảng viên nhân viên của trường Đại học Thái Bình Dương ha. Ok, let's go. Khi chọn Đại học Thái Bình Dương để theo đuổi đam mê với ngành marketing, bạn sẽ nhận được combo ưu đãi như sau. Đầu tiên, đội ngũ giảng viên nhân viên là tiến sĩ, thạc sĩ và các chuyên gia marketing dày dặn trong ngành, sẵn sàng chuyên lửa đam mê và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn. Thứ hai, chương trình học chất lượng, luôn cập nhật những xu hướng marketing mới nhất, tích hợp những phương pháp học tập hiện đại như học qua trải nghiệm, học bằng dự án, đảm bảo các bạn có kiến thức vừa rộng vừa sâu. Thứ ba, cơ sở vật chất đẳng cấp, phòng học hiện đại, luôn có máy lạnh, thư viện siêu rộng siêu mát, là môi trường học tập lý tưởng để bạn có thể thỏa sức sáng tạo và phát triển. Thứ tư, hệ sinh thái đa dạng, tham gia các câu lạc bộ marketing năng động, kết nối với doanh nghiệp hàng đầu như Sovico, Vietjet Air, Địa ốc Phú Long, HD Bank. Học marketing thì khó kiếm việc làm, có phải không anh? Một câu hỏi mình cảm thấy khó thể nào mà xảy ra được, tại vì trường Đại học Thái Bình Dương cam kết 100% có việc làm cho các bạn sinh viên khi tốt nghiệp tại trường. Quá trời quá đất luôn, sinh viên trường tôi không lo thiếu việc làm luôn nhé. Thấy chưa, quảng cáo cam kết 100% việc làm tại các doanh nghiệp quốc tế, tưởng đùa thôi mà hóa ra thiệt luôn nha. Nè, đây là trường tôi ký kết thỏa thuận hợp tác với Vietjet Air luôn nè. Là sinh viên trường, tôi cũng sẽ có cơ hội được thực tập và đào tạo bởi chuyên gia ở Vietjet Air luôn nha. Xịn quá trời luôn. Chương trình đào tạo tích hợp các chứng chỉ nghiệp vụ, khóa học chuẩn quốc tế, nên sinh viên trường tôi vừa nhiều kiến thức mà cũng giàu trải nghiệm luôn nha. Đây nữa nha, hiệu trưởng và phó hiệu trưởng của trường International College of Advanced Education ở Úc cũng mới ghé trường tôi để trao đổi về cơ hội hợp tác nè. Nhiều triển vọng việc làm xịn lắm nha, bạn nào quan tâm về TPD thì cứ comment tại đây, tôi tư vấn cho liền luôn nè. Và đó cũng là những thông tin mà mình muốn mang đến cho các bạn về ngành marketing và trường Đại học Thái Bình Dương. Mình sẽ học cái gì và làm cái gì. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người, mình biết phải đi học đây vì mình bị trễ giờ rồi. Hẹn mọi người một lần khác nhớ. Khác nữa nhé, mình sẽ kể cho các bạn cùng nghe. Bye bye.